Ớt thì các bạn dùng hai trái mình xắt lên để lấy cái màu một tí xíu. Còn nếu các bạn nào không ăn thì mình sẽ khỏi cho ớt. À, các bạn tỉa có bông á, các bạn để chính giữa cũng được. Vì cái này ăn á, cay cay thì nó mới ngon các bạn. Nếu các bạn nào không ăn cay thì nó sẽ không quen á. Còn mấy cọng ngò các bạn sẽ trang trí lên xung quanh. Và mình sẽ đưa cái phần bánh tráng chung luôn nha các bạn. Thì giờ phần hến mình đã làm xong rồi các bạn. Và phồng tôm, bánh tráng. Nếu các bạn nào không thích xúc cái phần phồng tôm thì các bạn sẽ dùng bánh tráng nha. Nhiều bạn gọi là cái bánh đa đó. Mình sẽ cho cái máy gần lại một tí xíu để các bạn nhìn rõ cái vị hến của mình hơn á. Đây. Và bên đây là bánh tráng luôn nha các bạn, với phồng tôm nha. Các bạn đã trở lại với kênh Cách Thời Gian, thì hôm nay Cách Thời Gian sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn là hến xào hành xúc bánh tráng nha các bạn. Ở đây mình có tầm khoảng 2 kg hến và một ít hành tím, một củ tỏi, bịch phồng tôm và ít hành lá. Gia vị mình có muối và cà no, bột ngọt, đường, nước mắm, dầu hào. Thì nếu như mà cái món này thì bạn nào ở miền Trung chắc là cũng quen thuộc ha. Thông thường thì các bạn sẽ xúc bánh tráng, còn hôm nay mình sẽ làm vừa bánh tráng vừa bánh phồng tôm luôn. Thì cái bánh phồng tôm á thì các bạn ăn nó độ mềm hơn cái bánh tráng á. Nhiều khi con mình nhỏ không ăn được cái bánh tráng á, thì sẽ dùng bánh phồng tôm chiên lên. Thì tí xíu mình sẽ có bánh phồng tôm này, sẽ có bánh tráng luôn các bạn. Cái phần hến này nè, đó nó còn sống nó hả này, mình đụng nó sẽ ngậm lại nè các bạn. Con nào con nấy thiệt là bự luôn nè. Khi các bạn mua về để mình xào xúc bánh tráng này, các bạn có thể là mua cái con người ta đãi rồi á, người ta đãi trực tiếp á các bạn, nó ngon hơn. Còn nếu mà có mua cái con mà ta đãi lâu quá, người ta để ta bán từng ký ngoài chợ thì nó lại không ngon. Còn nếu các bạn nào có thời gian rộng rãi, các bạn sẽ mua những cái con như vậy nè, về các bạn tự luộc lên và mình sẽ tự làm thì độ ngọt nó nhiều hơn đó các bạn. Và các bạn nhìn cái phần hến của mình nè, con nào con lấy út nút nè, mình sẽ cho cái máy nó gần lại một tí xíu để các bạn nhìn rõ hơn ha. Mình đã cho cái máy nó gần lại nè, đó để các bạn nhìn rõ hơn nè. Ở miền Tây thì mình không biết là nó có hay không, nhưng mà cái này á, thực sự là ở miền Trung á, các bạn nó rất là nhiều luôn nha. Bây giờ thì cái hến này mình mua về mình đã ngâm trong tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Ngâm chung với vài trái ớt đó các bạn, đã nhả hết phần đất ra rồi và mình đã rửa sạch luôn rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt lên bếp một cái nồi nước, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao lấy cái phần ruột của hến này ra nha. Bếp mình bắt một nồi nước, các bạn nó đã gần sôi rồi nè. Thì trước khi cái phần nước này nó gần sôi á thì các bạn cho vào đây tầm khoảng là một muỗng muối và một ít bột ngọt nha các bạn. Rồi mình sẽ đợi cái phần nước này nó sôi hẳn luôn nha. Đây là cái nồi nước mình nó đang sôi thiệt là sôi nè, các bạn nhìn cái độ nước mình nó sôi mạnh nha. Thì các bạn sẽ đổ hết cái phần hến vô. Đổ hết vô một lần nha các bạn. Bây giờ đổ hết vô một lần rồi, các bạn nhìn cái nồi nước mình nó đã bớt sôi rồi, thì bây giờ các bạn đợi nó sôi lại mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm ha. Đó, các bạn nhìn cái đồ sôi này nó đã sôi và nở những cái phần hến ra này, mình sẽ dùng một cái giá vớt lên cho các bạn coi nè. Đó đã hạ miệng và nở hết ra. Nếu các bạn nấu giòn á, thì các bạn nên lấy nước nhiều một tí xíu, còn các bạn dùng cái ruột hến để xúc bánh tráng thì các bạn dùng ít nước ha, tầm khoảng vừa. Thì bây giờ nó đã sôi thì các bạn dùng đôi đũa vào quậy đều. Quậy đều nó lên nghe các bạn sẽ dùng một cái đồ kẹp cái phần nồi lại để không có trên bếp nó sẽ chạy cái phần nồi đi đó. Đó, các bạn quậy đều hết như vậy, dùng cái tay mình với đôi đũa quậy thiệt đều các bạn. Khi quậy đều là cái phần hến nó sẽ nổi lên như vậy nè. Đó thì các bạn sẽ dùng một cái cây vớt vớt như vậy. Tí xíu còn cái vỏ nào thì mình sẽ lậm cho ra một cái tô. Khi các bạn vớt hết cho ra cái tô để nó sôi lâu quá nó sẽ dính cái phần con hến này vô trong cái vỏ đó các bạn. Là mình sẽ khó bị vớt nữa, các bạn phải đem ra ngoài đãi nữa. Đó, cứ vậy các bạn làm vớt cho nó ra hết nha. Bây giờ mình đã vớt hết và tắt gang các bạn. Thì còn lại một ít con nó nằm ở trong cái phần vỏ này, tí xíu mình sẽ vớt ra cái rổ và lụm hết nó luôn nha các bạn. Đó. Thì bây giờ vớt được bao nhiêu nè. Đó, mình sẽ để riêng ra rồi mình sẽ vớt cái vỏ ra còn thì mình lụm hết. Thì bây giờ còn cái vỏ này mình sẽ vớt ra hết, nhưng còn những cái ruột nào thì các bạn sẽ lụm hết nó luôn nha.
Mình vớt hết ra để cho cái phần hến nó nguội một tí xíu thì mình sẽ lượm sạch và mang lại sau ha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lột hành, tỏi và hành lá. Tỏi thì các bạn băm nhỏ ra, hành này thì các bạn cũng băm luôn. Và lột xong rồi thì mình sẽ quay lại và chiên phồng tôm nha các bạn. Hành tỏi mình đã làm xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chiên cái phồng tôm này nha và sẽ đưa bánh tráng ra sau luôn. Giờ mình làm tầm khoảng được bao nhiêu ruột nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lại phi hành phi tỏi cho nó thơm để mình xào nha. Bị mình qua mình xào hến thì ở đây có hành lá nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đập cái phần cũ trước nha. Khi đập phần cũ thì các bạn cắt để qua một bên một ít. Thì bây giờ mình sẽ sắc hết cái phần hành lá này vừa vừa như vậy nè các bạn, đừng sắc nhỏ quá mà còn nó sắc bự quá ha. Còn hai cái cọng ngò rí này thì mình sắc dài một tí xíu, còn cái này chừa lại tí xíu trang trí ở trên. Thì cứ như vậy các bạn sắc hết phần hành lá luôn nha. Khi mình sắc xong hết hành lá rồi các bạn cho lên trên phần cái ni nhỏ nhỏ này luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi xào cái phần hến nha. Bắt một cái chảo lên bếp và bật ga các bạn để cho nó nóng phần chảo, cho một ít dầu ăn vô đây. Đó, bây giờ mình sẽ để phần dầu ăn nóng nha các bạn. Bây giờ cái phần dầu nó đã nóng á các bạn thì cho một nửa tỏi vào đây. Khi các bạn cho nửa tỏi vô thì các bạn dùng một cái sạn này các bạn đảo cho cái phần tỏi này nó thơm đều nha. Khi cái phần tỏi này á các bạn xem nó hơi vàng tới á, mình sẽ cho hành tím, một nửa hành tím vô chung. Khi cho hành tím vô chung thì các bạn cũng phi cái phần hành này để cho nó thơm chung với phần tỏi luôn nha. Cái phần tỏi này nó vàng á các bạn, là phần hành nó sẽ vàng sau nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đảo đều lên một tí xíu nữa nha. Đó, nó hơi vàng vàng như vậy. Khi các bạn á, nấu thức ăn á, thì các bạn khử cho nó vàng như vậy nè, đừng để nó cháy sẽ ăn sẽ bị bệnh, mà nó trắng thì nấu lên thức ăn nó hôi nha các bạn. Giờ mình cho hết phần hến của mình vô. Khi các bạn cho hết phần hến vô thì các bạn đảo đều. Đó, các bạn nhìn nó nè, con nào con nấy út nút luôn, đã. Đó, thì các bạn đảo đều cái phần tỏi mình nó vàng ươm các bạn thấy không. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm phần gia vị nè. Đường thì các bạn cho tầm khoảng một muỗng cà phê đường. Muối thì các bạn cho một ít. Bột ngọt cũng cho một ít nha các bạn. Và nếu như các bạn nào ăn cà no được thì các bạn sẽ cho cà no, còn nếu các bạn nào không ăn cà no được thì mình sẽ ngưng phần cà no lại luôn. Nước mắm thì các bạn canh và cho vừa, tầm khoảng một muỗng cà phê. Nước mắm ngon, còn mắm mặn thì các bạn dùng nửa muỗng cà phê thôi. Nếu các bạn nào dùng dầu hào thì các bạn cho tầm khoảng nửa muỗng cà phê dầu hào, còn nếu các bạn nào không dùng thì ngưng cái phần dầu hào lại luôn. Thì khi bây giờ các bạn cho hết phần gia vị vô rồi thì các bạn sẽ dùng một đôi đũa và đảo nó đều để cho nó thấm phần gia vị. Cái này thì mình không đổ nước nha các bạn, tiêu thì tí xíu các bạn sẽ cho vô sau, không cho vô bây giờ. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó thấm tầm khoảng cỡ 30 giây nha các bạn. Bây giờ nó sôi tầm khoảng được 30 giây nè các bạn nè. Mình sẽ cho cái phần đuôi hành vô nha. Phần đuôi hành các bạn cho hết vào trong cái nồi. Mình sẽ đảo đều cái phần đuôi hành đi. Đó các bạn nhìn cái độ sôi và độ chín rất ngon không? Đó thì bây giờ nó sôi nó đã chín rồi, các bạn nhìn cái phần con hến mình nè, con nào con thấy nó bự như vậy nè. Cái chất nước nó vẫn còn ngọt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần hành lá vô. Đây và giờ nó chín thì các bạn cho độ lửa nhỏ lại một tí xíu. Mình cho phần hành vô. Có mấy cọng ngò thì chừa lại tí xíu nó trang trí nha các bạn. Thì khi cho hành vô các bạn dùng đổ đũa và đảo đều có phần hành với phần hến mình đi. Thì khi đảo đều rồi thì bây giờ mình sẽ cho thêm một ít tiêu. Nếu các bạn nào không ăn tiêu được thì các bạn sẽ ngưng lại, không cho cũng được. Còn nếu các bạn nào ăn ớt được thì các bạn sẽ cho vô trong đây luôn. Tí xíu mình sẽ trang trí lên phần mặt thôi nha các bạn. Thì bây giờ nó đã chín rồi thì mình sẽ tắt ga và cho ra một cái dĩa. Dưới đây mình đặt sẵn một cái dĩa, các bạn sẽ cho hết cái phần hến mình vô. Đó, các bạn thấy không? Cái phần hến mình nó còn nóng rất là ngon luôn. Đó, khi cho cái phần hến mình vô đây thì các bạn trang trí lại cái phần dĩa một tí xíu nha. Cho cái phần đuôi hành lên trên để cho cái phần hến mình nó đẹp một tí xíu. Nói chung các bạn trang trí một tí xíu á. Đó, thì bây giờ các bạn cho lên hết rồi thì mình sẽ còn mấy cọng hành ở trên. Các bạn rắc lên trên để lấy cái màu xanh một tí xíu.
thì mình sẽ đi lấy một trái ớt và sắc lên trên ha các bạn. Ớt thì các bạn dùng hai trái, mình sắc lên để lấy cái màu một tí xíu. Còn nếu các bạn nào không ăn thì mình sẽ khỏi cho ớt. À, các bạn tỉa có bông á, các bạn để chính giữa cũng được. Vì cái này ăn á, cay cay thì nó mới ngon các bạn. Nếu các bạn nào không ăn cay thì nó sẽ không quen á. Còn mấy cọng ngò các bạn sẽ trang trí lên xung quanh. Và mình sẽ đưa cái phần bánh tráng chung luôn nha các bạn. Bây giờ phần hến mình đã làm xong rồi các bạn. Và phồng tôm, bánh tráng. Nếu các bạn nào không thích xúc cái phần phồng tôm thì các bạn sẽ dùng bánh tráng nha. Nhiều bạn gọi là cái bánh đa đó. Mình sẽ cho cái máy gần lại một tí xíu để các bạn nhìn rõ cái vị hến của mình hơn á. Đây. Và bên đây là bánh tráng luôn nha các bạn, với phồng tôm nha. Phần hến, xào hành để xúc bánh tráng của mình đã xong rồi các bạn. Nếu các bạn nào cảm thấy thích thì các bạn sẽ mua về và đủ khẩu vị cho gia đình nha. Đó, các bạn nhìn ngon không? Ở trên mình trang trí thêm một ít ngò để cho nó tạo có màu xanh đó. Còn nếu các bạn nào không thích thì các bạn khỏi trang trí cũng được. Đó, video mình đã làm xong. Nếu các bạn nào cảm thấy thích hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Cách làm đơn giản không mất nhiều thời gian nha các bạn. Và video mình đến đây đã xong thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành một ít thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video mới nhất của mình nha. Xin